Rồi thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho anh chị một cái phương pháp bóng nước ha. Thì cái phương pháp này thì mình cũng đã cài vô cái con bot là MetroTest của mình rồi ha. Đó thì sáng nay là mình chạy chưa được 1 tiếng đồng hồ mình đã chốt là 15 đô anh chị. Đó, phương pháp là chữ X ha. Đó thì hiện tại bây giờ là mình đang bật lại ha. Đang bật lại. Đó thì cái cách cách đánh nó như thế này ha. Ví dụ như là cái cây kết quả đầu tiên cái này nó số 1. Đó thì mình sẽ đánh xéo xuống là cùng màu với nó ha. Ví dụ như đỏ nè. Đánh đỏ chỗ này ha là nó sẽ win ha. Rồi tiếp theo là xanh nè, mình đánh xéo lên nè. Đó, hình thành thành cái chữ X ha, xanh mình đánh xanh cùng màu ha. Đó, thì nó sẽ bị lót cái này. Đấy. Rồi tiếp tục là cây đỏ nè, thì nó sẽ đánh xuống là đỏ chỗ này ha. Đánh thành cái chữ X ha. Thì mình lên mình coi con boss đó là nó đánh đánh một cây đỏ nè. Đó. Nè, đỏ nó đánh xuống này đỏ ha. Nhưng mà nó sẽ ra một cái cây xanh ha. Đó thì ở đây là một cây màu đỏ chỗ này là mình đánh xéo lên đó là cái màu đỏ cùng màu luôn ha. Đó hiện tại là con bot mình nó cũng tiếp tục vô một cái cây màu đỏ ha. Đó. Đó, sáng nay là mình treo chưa được 1 tiếng là mình đã lãi rồi ha, nhưng mà mình đi vốn cũng rất là bé ha. Đấy. Thì anh chị nào cần hỗ trợ về công cụ á thì anh chị cứ liên hệ với mình ha. Rồi, hiện tại là mình đã win cái cây đỏ này anh chị. Đó. Đã win cái cây này ha. Rồi tiếp tục là sẽ đánh xéo xuống ha. Thì thành chữ X ha. Là đỏ đây là mình đánh đỏ tiếp mà. Con boss mình đã vào đỏ tiếp mà ha. Đó, đây là lợi nhuận lợi nhuận từ sáng tới giờ ha. Nó chốt xong rồi mình bây giờ mình mới bật lại thôi ha. Rồi anh chị nào cần sử dụng công cụ thì anh chị liên hệ với mình ha. Đây là nhóm của mình này ha. Đó anh chị cứ vô là nhóm mình sẽ để link nhóm dưới phần mô tả ha. Đấy.